Vâng, các bác nhà mình nhìn cái vòng tròn, bốn cái vòng tròn đan lấy nhau này, chắc hẳn các bác là đã biết là em Khương chuẩn bị giới thiệu đến các bác nhà mình một chiếc xe gì rồi đúng không ạ? Vâng, một chiếc xe Audi các bác ạ, Audi A6 đàng hoàng, công nghệ ngập trời. Các bác có thể nhìn đây ạ, các bác nhìn này, phanh tay điện tử này, đó, phanh tay điện tử này, mà những chiếc xe mà đời cao mới có này các bác này, từ cái nút cái phím này có mới không các bác, mới keng này các bác này, đó. Tất cả các cái này các bác nhìn này, có mới không ạ, có mới không các bác, điều hòa auto tự động này, rèm phía trước, chỉnh phía trước phía sau này, xe chạy được con này chạy được hơn 9 vạn một chút này các bác này. Vâng, một chiếc xe tuyệt đẹp luôn, Audi A6 công nghệ ngập trời, đẹp chất ngất các bác ạ, và chỉ có hơn 400 triệu, xin thưa với các bác nhà mình. Vâng, một chiếc xe tuyệt đẹp luôn các bác nhà mình đây. Bác nào mà yêu cái đẹp thì xin mời các bác hãy tham quan chiếc xe Audi A6 này của em Khương nhé. Vâng, một chiếc xe rất là đẹp luôn, xin thưa với các bác nhà mình đây, cho các bác ngắm qua rồi em Khương sẽ giới thiệu đến cho các bác nhà mình nhé. Rèm này, rèm điện này, cái quan trọng nó mới lắm các bác ạ. Bác nhìn này, trần nữa này, có cả cửa sổ trời đàng hoàng rồi luôn các bác ạ. Đó. Vâng, dạ vâng, thì em Hoàng Khương, đỉnh cao của những chiếc xe chất lượng, có địa chỉ tại số 470 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Xin kính chào các bác nhà mình trên mọi miền của Tổ quốc đang theo dõi clip giới thiệu những chiếc xe đẹp, những chiếc xe chất lượng của em Khương ạ. Vâng, thì hôm nay mùng 1 đầu tháng thì em cũng lên sóng một chiếc xe mà đỏ bóc đô, một cái màu đỏ rất là sang trọng và lịch lãm, dành cho các bác nhà mình đây ạ. Vâng, thì mùng 1 đầu tháng thì cũng xin phép các bác cho em Khương gửi lời chúc tới toàn thể các bác nhà mình đang theo dõi kênh của em, đang xem clip của em trên mọi miền của Tổ quốc. Có một tháng mới may mắn, mọi điều tốt lành, lắm tài nhiều lộc. Vâng, các bác chúc các bác có thật nhiều tiền để mua xe ủng hộ em Khương các bác nhà mình nhé. Vâng, các bác nhà mình ơi, một chiếc xe thuộc phân khúc hạng sang, phân khúc D các bác nhà mình ạ, đẹp ngất ngây con gà tây luôn các bác nhá. Cái màu đỏ bóc đô này rất là sang trọng này các bác này, màu đỏ mận, đỏ bóc đô. Con này nó kiểu như cái màu đỏ cherry đấy các bác ạ, nó sang lắm các bác. Vâng, Audi A6 một phân khúc hạng D, cực đầm, cực chắc, cực nhiều công nghệ, xin thưa với các bác ạ. Và bây giờ thực sự với các bác là rẻ như cho rồi các bác, rẻ như cho đấy. Em Khương bán chỉ có hơn 400 triệu thôi các bác nhà mình ạ. Và đặc biệt mùng 1 đầu tháng em Khương sẽ có những cái mà mức giá ưu đãi cho các bác nhà mình, nếu bác nào mà thích các bác nhá, bác nào mà thích đấy, cứ alo cho em Khương đấy. Mùng 1 kiểu gì cũng mua được xe của em Khương các bác ạ, đẹp chất ngất luôn các bác ạ. Vâng, trước rất là nhiều tỷ đây, 3 tỷ đồng bạc đây, giá trị sử dụng còn nguyên các bác ạ. Mà bây giờ các bác mua chỉ có hơn 400 thôi. Chính xác là em Khương đang chào bán với chiếc xe này với giá là 480 triệu đồng, 485 triệu đồng. Vâng, xin thưa các bác, các bác mà đi con này thì thôi rồi, nó là uy tín luôn rồi ạ. Bước xuống con xe nó đã khác rồi các bác. Vâng, thì Audi nó là một cái dòng mà có thể nói là ít thay đổi kiểu dáng so với những chiếc xe mà cùng phân khúc. Ít thay đổi kiểu dáng thì là những chiếc xe của nó luôn giữ được giá và giữ được form các bác ạ. Chứ những chiếc xe mà thay đổi dáng liên tục là nhìn nó rất là kịch cỡm so với đời các bác ạ. Đây các bác có thể nhìn trong cùng phân khúc các bác ạ. Đấy. Hiếm có chiếc xe nào mà đã trang bị đời 2009, 2010 mà đã trang bị cái phanh tay điện tử các bác ạ. Chỉ riêng Audi, dòng nào cũng được trang bị cái phanh tay điện tử và dẫn động 4 bánh toàn thời gian các bác ạ. Này các bác nhìn này, con này đã có lái điện này các bác nhé, lái cực nhẹ luôn.
lái cực nhẹ, êm lắm các bác ạ, êm chắc sướng các bác ạ. Chỉ có hơn 400 triệu trả tội gì mà không trải nghiệm chiếc xe này các bác ạ. Và các bác cũng đừng lo là xe Đức mà không có đồ, có đạc các bác nhé. Các bác giờ cứ lên mạng 4.0 rồi, nó dễ lắm. Các bác lên mạng, các bác đánh cái đồ của các bác cần. Đấy, và các bác bảo họ ship đến tận nhà các bác luôn. Đấy, chả lo là không có đồ đâu các bác nhé. Những bác, chỉ những bác chơi xe Đức rồi mới hiểu được. Còn những bác mà bảo không có đồ là do là chưa đi bao giờ. Và có thể là nghe truyền kiểu như là nghe qua lời người lọ người kia ấy, không biết là cứ nói vậy thôi. Vâng, và con Audi A6 này cũng rất là tiết kiệm xăng các bác. Nó là cái động cơ 2.0 turbo, ăn ít xăng lắm các bác, như ngửi luôn. Con này chỉ có 7-8 lít các bác. Này các bác này, turbo tăng áp mà các bác, mà động cơ có 2.0 thôi các bác. Cái đầu nó quá là đẹp đúng không các bác, sang trọng cực kỳ luôn. Vâng, thì bác nào ở Hà Nội hay Sài Gòn thì các bác mua chiếc xe này của em Khương thì sẽ không lo là mất 20 triệu tiền biển các bác ạ. Tại vì con này của em là nó là một chiếc xe mà gốc thành phố rồi. Thì em Khương cũng cho các bác nhà mình xem cái máy của em nó nhé. Con này nó đẹp lắm các bác. So với đời thì nó là một chiếc xe mà có thể nói là xuất sắc luôn các bác, xuất sắc luôn. Đấy, thì nó xuất sắc như thế nào thì đây em sẽ cho các bác nhà mình xem. Các bác có thể quan sát từ cái thảm cabo của xe của em đây, không hề bị võng mục mọt một chút nào luôn. Đấy, thảm vẫn còn nét căng như này này các bác này. Từ cái tem cái mác đây, các bác nhìn này. Đó, tem mác vẫn nguyên luôn. Từ những cái chi tiết phần nhựa này của em nó không bị lão hóa một chút nào. Cabo đây nguyên zin đét các bác nhá. Đấy. Từ những con ốc này đây của nó đây. Đấy. Nó đẹp như thế này cơ mà các bác. Đấy. Nguyên vẹn hết các bác nhé. Rồi. Từ con ốc này. Nguyên vẹn luôn. Đây, cabo bên này này các bác này. Các bác nhìn này. Đẹp. Nét căng chưa các bác? Từ cái tem cái mác đây, các bác có thể nhìn này. Từ các con ốc đây các bác này. Từ các chi tiết nhựa này. Đẹp ngất ngây con gặp tây luôn. Và đây các bác có thể nhìn từ cái lòng này các bác này, lòng trong này, từ những cái đường ống nước này các bác nhìn này, đây từ những cái ống cái đai của nó đây, từ cái đường keo của nó đây, nó đẹp như thế này mà các bác. Và từ những cái nhựa của nó không hề bị lão hóa một chút là, từ cái tem cái mác của máy vẫn còn nguyên, động cơ 2.0 turbo tăng áp các bác nhé. Vâng, cho các bác xem cái động cơ khoang máy của em nó đây. Một chiếc xe máy rất là tươi các bác nhé. Đây, các bác có thể nhìn này. Máy rất là tươi luôn đúng không ạ? Máy rất là sáng. Từ các con ốc này của nó này, các bác nhìn này. Rất là đẹp luôn. Đây, các bác này. Em quay rất là kỹ cái máy cho các bác nhé. Từ những cái ống nước này. Từ các cái chi tiết cảm biến rồi là những cái từ các chi tiết các bác có thể nhìn, từ những cái tem cái mác vẫn còn nguyên theo thời gian các bác ạ. Vâng, đây các bác nhìn này, từ những cái củ máy phát ấy của nó rất là tươi các bác nhé. Đây, rất là tươi đẹp luôn. Máy thì khô doang rồi các bác ạ, im do luôn. Này các bác nhìn này, các cái chi tiết của em nó. Vâng, đó thì một chiếc xe mà được em Khương tuyển chọn rồi các bác, một chiếc xe đẹp xuất sắc luôn. Đây các bác nhìn từ cái tem cái mác này, không thiếu một cái nào, vẫn còn zin đét hết các bác nhé. Từng con ốc con nước của nó rất là đẹp luôn. Các cao su của nó không hề bị lão hóa một chút nào. Thân vỏ đương nhiên rồi các bác, mỏng tang luôn các bác nhé. Các bác này, sơn zin con này thì còn rất là nhiều luôn. Nói chung là xe cũ thì không tránh được tỉa toát các bác. Quan trọng là cái xe các bác nó không bị sơn chùm lên cả cái xe này các bác này, nó không bị chùm hết lên cả cái xe từ và cả những cái phần bên này bên trong các bác. Đấy, còn những cái sơn tỉa tót xước sát bên ngoài thì không tránh được các bác. Đấy, quan trọng là những cái lóc này các bác này vẫn còn nguyên này. Đấy, từ những cái phần này này các bác này. Đấy, còn đâu là ví dụ như là xe cũ, đấy, nói chung là xước sát hay gì đó không tránh đâu các bác. Các bác mua xe cũ các bác không nên quan trọng sơn đó. Đấy là em có một cái chia sẻ chung cho các bác là vậy thôi. Còn chiếc xe này của em thì sơn zin còn rất là nhiều luôn. Đó. Đây các bác nhìn này.
từ các cái chi tiết sơn nước của nó này, rất là đẹp các bác nhé, zin đét hết, từ những cái phần nhựa sau cốp đây các bác này, nó không hề bị xù xì hay là cũ kỹ các bác ạ, mà nó cứ đẹp trơ trơ theo thời gian như thế này đây các bác này, từ những cái phần mà cảnh báo nhất của nó này, đẹp xuất sắc luôn các bác. Đây các bác có thể nhìn từ những chi tiết này cũng vậy này. Đấy. Từ những chi tiết này không hề bị xước sát một tí nào, và từ những cái gioăng cái yếc của nó đều rất là đẹp. Phần này là mạ chrome rồi các bác ạ. Đây. Cái phần nỉ này của nó này cũng vậy này các bác này. Đây, phần đây các bác có thể nhìn này. Các chi tiết ốc này. Rất là đẹp luôn. Đây, cho các bác nhà mình xem. Cái cốp sau này các bác này, tem mác này các bác nhìn này. Vẫn còn nguyên hết này các bác này, nguyên như từ lúc mới mua luôn, xin thưa các bác nhà mình. Đó. Lòng này các bác nhìn này đẹp chưa. Đấy. Lòng quá là đẹp luôn các bác nhé. Này các bác nhìn từ con ốc này, từ cái lòng trong này. Đấy. Vâng, không có han cái gì cả các bác ạ. Lòng rất là đẹp. Đấy. Và đương nhiên rồi các bác ạ. Đấy. Cái xe cũ thì em vẫn chia sẻ các bác nhà mình rồi, một chiếc xe đẹp thì nó sẽ đẹp đều các bác ạ. Đấy, nội thất đẹp này, máy đẹp thì đương nhiên cốp sau nó cũng sẽ đẹp và gầm nó cũng sẽ đẹp các bác nhé. Các bác xem xe nó sẽ có logic, nó đơn giản lắm các bác. Đây thì các bác có thể quan sát cái gầm xe của em Khương đây, các bác nhìn này, từ các cổ bô nhé các bác nhé, vẫn còn trắng tinh luôn, và từ những cái phần phía bên này. Đấy, cái phần cái bô đây các bác có thể nhìn này, nó rất là sáng đúng không ạ. Đây cái bô này sáng choang luôn này. Đấy, cái phần kia các bác nhìn này, đấy. Bồ gầm rất là đẹp các bác nhé, sáng choang luôn các bác. Đó. Vâng, đấy giá trị của những chiếc xe Đức nó là vậy các bác, xe nó nhiều tiền, cho nên là cái giá trị khi người ta sản xuất ra một chiếc xe nó rất là đắt đỏ các bác, từ các cái chi tiết lên là các cái nó còn đẹp theo thời gian các bác ạ. Dòng xe Đức thì nó bền lắm các bác ạ. Đây các bác nhìn này, form dáng thì nó đẹp như thế này cơ mà. Chiếc xe này mà các bác đi trên đường thì ai bảo các bác là đi cái xe mà hơn 400 triệu đúng không ạ. Đấy. Chiếc xe rất là đẹp luôn. Và thì đây em sẽ cho các bác nhà mình xem. Đấy. Nó đẹp thì nó đẹp kể cả từ những cái phần bên ngoài các bác nhé. Các bác nhìn từ cái đèn xe của em này. Đấy. Cái đèn rất là mới luôn, xin thưa các bác. Không có ố mờ hay vẩn đục gì cả. Đấy, các bác đi mua xe các bác sẽ để ý cái đèn nhé. Đấy, các bác để ý cái đèn, nếu mà cái đèn mà nó còn trong nó còn đẹp. Đấy, thì là một chiếc xe mà đi ít và đi giữ mà hay để trong nhà các bác. Còn chiếc xe nào đi nhiều nó sẽ ố vàng lên này này. Đấy, con này của em thì nó có hai pha projector rồi, một pha cốt, còn một đây là pha này. Đấy, còn đây là đèn led định vị ban ngày, có một giải đèn led luôn. Đấy. Đây các bác nhìn này, sơn nhất này, từ những cái này nó rất là đẹp các bác nhé, cảm biến hết rồi các bác nhé. Đèn gầm đây cũng vậy đây. Đấy, cái gầm nó tiếp xúc với mặt đường hàng ngày đây mà nó còn đẹp như thế này đây các bác này. Đó. A6 cái này là nguyên bản của nó này các bác này. Vâng, nhìn cái logo của Audi thôi đã thấy là nó yêu thương rồi đúng không ạ. Nó chất các bác ạ, xe Đức nó ở cái độ chất đây các bác này. Đèn này không khác gì một cái đèn mới, xin thưa các bác nhà mình, nhưng mà nó là đèn cũ các bác nhé. Đèn rất là đẹp luôn. Đây, các bác này. Một dàn lốp con này, các bác cứ đi 3 vạn nữa cũng được các bác ạ. Dàn lốp rất là dày luôn, Michelin đàng hoàng các bác nhé. Một dàn lốp Michelin 4 quả đều như nhau luôn. Vành đây, vành la răng rất là ok luôn các bác ạ. Xinh nhan led tích hợp trên gương. Đấy. Form dáng con này thì quá là căng rồi các bác. Đây, các bác nhìn cái xe nó đẹp thì nó khôn, từ cái đường gân dập lổi rồi từ các cái nhìn nó rực cái xe lên các bác. Từ những cái con A6 này thì nó rất là đẹp chứ nó không như con A4 các bác. Nếu A4 thì nó sẽ rất là tù tại vì nó rẻ mà các bác. Nhưng mà con A6 này thì các bác có thể nhìn nó rất là dài và cái đuôi này nó bầu. Đấy, nó bo tròn, nhìn nó rất là đẹp. Nó mềm mại. Nó đắt hơn mà các bác, A6 và A4 nó đắt gần như gấp rưỡi mới gấp đôi cơ. Và đặc biệt ở cái con Audi
A6 này em rất thích ở cái phần này các bác. Các bác có thể nhìn những chiếc xe Mẹt S bây giờ mới có cái thiết kế mà cái tay cầm này nó bị thụt vào trong này. Nhưng mà A6 2009-10 đây đã có cái tay như này đây các bác, mở ra là nó mới như này. Đấy, đã có cái tay cầm như này rồi. Đấy, có thể nói là Audi luôn đi trước với những cái mẫu xe Đức cùng phân khúc các bác. Nhìn cái phanh tay điện tử đã hiện đại hơn rồi các bác, chứ chưa nói đến những cái phần khác. Và hệ thống dẫn động toàn 4 bánh toàn thời gian này các bác. Này các bác nhìn nhá. Con xe này thì nó rất là đẹp luôn. Và đây các bác có thể nhìn từ những cái lớp gioăng. Các bác này, từ những cái lớp gioăng này nó chưa hề bị lão hóa. Nó rất là đẹp và rất là nhiều lớp gioăng các bác nhé. Đây các bác này, gioăng trong và gioăng ngoài. Cho nên là con này cách âm cực tốt các bác. Đây, đây cũng có gioăng nữa. Và đây là từ những toàn những vật liệu cao cấp. Vị trí tất cả hai vị trí nhớ ghế này các bác này, từ các cái nút cái phím rất là mới luôn. Loa thì cực nhiều luôn. Đấy, nhìn này, loa con này rất là nhiều. Và quan trọng là cái da của nó rất là đẹp các bác. Từ cái lòng trong các bác, các cụ bảo rồi, của khôn nó hiện ra mặt các bác. Nó đẹp thì nó sẽ đẹp đều. Đấy, các bác nhìn này, từ cái chi tiết này nó rất là mới. Ghế chỉnh điện tem mác đây các bác này, các cái chi tiết gọn cửa này các bác này, phía sau này toàn gioăng là gioăng thôi các bác, bảo sao con này cách âm rất là tốt các bác nhé. Các bác ngồi bên trong thì không nghe tiếng gì luôn. Đây các bác này, từ cái da của em nó này, con này thì xin thưa các bác nhà mình không khác gì mới ạ. Đây cái cánh cửa đây các bác nhìn này, nó đẹp như thế này cơ mà, từ các cái chi tiết đây nó mới như thế này mà các bác, nhôm phay nhôm xước mà bây giờ Mẹt E2019 mới có đây các bác. Mà đây 2009-10 Audi đã có những cái nhôm phay nhôm xước như này rồi các bác, rất là rộng rãi và thoải mái. Đây các bác nhìn từ những cái lay nó còn mới này. Đấy, cửa gió này, từ những cái lưới này các bác nhìn này, điều hòa này, này thì rất là mới rồi. Nói chung ngồi những chiếc xe này chả có gì ngoài sướng cả các bác ạ. Đây, phần này còn có cả cái hộp cứu thương này các bác này, vẫn còn nguyên vẹn như từ lúc đầu này các bác này. Đấy, các bác nhìn này, bác chủ bác cẩn thận thế này cơ mà. Đấy, từ những cái nhỏ sẽ suy ra những cái to các bác ạ. Đấy, trần này bác ấy còn bọc như thế này cơ mà. Đấy, cẩn thận thì thôi rồi luôn. Đấy, còn sợ bẩn này, còn bọc ly lông như này. Đấy, mua xe thích nhất là mua xe cũ là mua được của những cái người cẩn thận các bác. Các bác ấy cẩn thận thì đương nhiên là chỉ được sướng là nhất là cho các bác mà là cái người mua sau cùng thôi các bác. Này, đèn đóm con A6 nó rất đẹp các bác nhé, toàn 3D lỗi khối thôi. Con này lúc phanh lên thì nó nhìn nó rất là đẹp luôn. Cam lùi có hết rồi các bác nhé, đèn đóm rất là mới và đẹp luôn. Thân vỏ con này thì nói chung là không có gì phải chê cái thân vỏ con này rồi. Thân vỏ con này thì nó là siêu đẹp rồi các bác. Này các bác này, hai hàng ghế là đều có chỉnh điện chỉnh nghĩa hết rồi các bác nhé. Các bác nhìn này, xe như thế này thì khác gì cái xe mới đâu các bác. Đây các bác nhìn từ cái da của nó này, từ cái nhôm phay này, nó mới như thế này cơ mà. Từ cái cao su này các bác nhìn này, không hề bị lão hóa một chút nào. Các bác nào mà yêu xe thôi, nhìn cái lòng trong này xe của em này, nó rất là đẹp luôn. Từng con ốc này nguyên zin hết này, đẹp xuất sắc luôn các bác. Con này thì thực sự các bác lắm chiếc xe mà đời 11 chưa chắc ăn được nó đâu. Xe cũ 1-2-3 đời nó không quan trọng đâu các bác, quan trọng là cái chất thôi. Cái xe mà 2009-10 mà nó đẹp mà nó chất thì cái xe 2011 thì không có giá trị bằng nó đâu các bác. Đấy, chứ nhiều bác đi mua xe đừng cái đời, nếu mua xe những chiếc xe cũ thì 1-2 đời các bác đừng quan trọng nha các bác nhé. Các bác mua cái chất cho em, 1-2 đời các bác không nên quan trọng. Đây các bác này, mua xe cũ là các bác lên mua cái chất. Nhiều bác đây các bác này, ghế chỉnh điện hết này. Vâng, thì nhiều bác cũng đây các bác này, trần này mới không các bác, táp ly này,
Con này thì cực kỳ nhiều loa các bác, một dải loa này tràn ở đây này các bác này, và ở bên dưới này cũng có rất là nhiều loa các bác này. Bảo sao mà âm thanh nghe không hay. Này các bác nhìn này, nhôm phay nhôm xước mà bây giờ mẹc 2020 mới có các bác nhé. Mẹc E em thấy hôm vừa rồi em mua con mẹc E 2020 đấy, mà bây giờ mới có làm những cái này, mà Audi đã làm rồi đây đấy. Rất là mới từ những cái chi tiết này đấy, rất là mới luôn. Nhôm phay nhôm xước này cứ sáng loáng này các bác này. Đây các chi tiết. Em thì rất là thích xe nó có những cái nhiều nút với nhiều phím. Nhiều nút nhiều phím đồng nghĩa với nhiều tính năng và nhiều công nghệ các bác đấy. Mới chưa các bác này, các bác nhìn này, mới như thế này cơ mà. Chung con này đây, dèm các bác ấn vào đây này là xuống này. Ở trong đây là sẽ có đầu đĩa DVD này, rồi là thẻ nhớ này các bác này, các bác sẽ đút vào đây này đấy, ở bên trong này các bác nhé. Rất đẹp, rất đẹp, mới các bác ạ. Con này thì không chê được rồi các bác ạ. Mới thực sự các bác là hơn 400 thì quá là xứng đáng để trải nghiệm rồi. Đây, các bác này, nó đẹp như thế này mà các bác, nó mới như thế này mà. Em quay rất là kỹ cho các bác nhà mình nhé. Các bác nhìn từ những cái táp ly táp biếc này của em đây, đẹp như này đây, từ những cái chi tiết phần này đây, nó mới như thế này cơ mà. Đây, từ cái quang cửa này các bác này. Vâng, đã có bác nào yêu thích chưa? Vâng, thì vừa rồi em cũng đã lên sóng quay rất là chi tiết cho các bác nhà mình về một chiếc xe Audi A6 sản xuất 2009, đăng ký lần đầu 2010. Con này là gốc thành phố, nên bác nào mà ở Hà Nội hay Sài Gòn thì sẽ không lo là mất 20 triệu tiền biển các bác nhé. Vâng, thì chiếc xe này thì đang được em Khương chào bán cho các bác nhà mình với giá là 485 triệu đồng. Bác nào mà quan tâm thì alo cho em Khương theo số hotline 0833 119999 để được biết thêm thông tin chi tiết các bác nhà mình nhé. Vâng, xin chào tạm biệt các bác nhà mình. Hẹn gặp lại các bác ở những video clip tiếp theo của em Khương ạ. Xin chào tạm biệt các bác. Chúc các bác có một tháng mới sức khỏe dồi dào các bác ạ. Lắm tài nhiều lộc các bác nhé. Vâng, xin kính chào các bác.